Ông Thích Minh Tuệ mong được yên tĩnh tu hành. Truy bắt kẻ lừa người phụ nữ mua phế liệu đến nhà hoang rồi làm trò đồi bại. Bắt người phụ nữ đang mua bán bé sơ sinh, nuôi ba phụ nữ đang mang thai. Tạm giam 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin xoay quanh việc tu hành của ông Thích Minh Tuệ vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi trở về quê nhà Gia Lai, ông Thích Minh Tuệ tu tập tại một túp lều nhỏ và bộ hành khất thực ở một số nhà người dân. Trước những sự hiếu kỳ của người dân ở quê nhà, sư Thích Minh Tuệ mong muốn đừng quay phim chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành theo hạnh Đầu Đà. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, ông Lê Anh Tú, người được biết đến là sư Thích Minh Tuệ, tiếp tục đi khất thực trên địa bàn huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Việc sư Thích Minh Tuệ đi khất thực đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhiều người đã tìm tới đứng chờ thời gian dài để được nhìn thấy sư Thích Minh Tuệ và mong có thể đảnh lễ đối với ông. Chính việc nhiều người và phương tiện tập trung đông đúc đã khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Vào 5 giờ mỗi ngày, ông Lê Anh Tú bắt đầu rời khỏi căn chòi gỗ tạm giữa rẫy cà phê ở Gia Lai để đi khất thực quanh xóm. Biết ông Lê Anh Tú đi khất thực, người dân có mặt từ rất sớm, nối đoàn dài dọc đường để hành lễ. Nhiều người mang xôi, trái cây, nước uống đến mời ông Tú dùng. Ông Tú thường đi quanh xóm trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ. Với quãng đường đi gần 5 km, ông chỉ nhận một phần nhỏ đủ dùng rồi từ chối và cảm ơn mọi người. Trên cung đường đi khất thực của ông, nhiều người muốn hành lễ để thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn thờ tín ngưỡng. Tuy nhiên, ông Lê Anh Tú đã từ chối và bảo chỉ cần chào nhau là cái cơ duyên. Việc được nhiều người quan tâm dõi theo bước chân tu hành của mình, sư Minh Tuệ chia sẻ rằng mọi người quan tâm học tập tu hành giữ giới và theo lời Phật dạy là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, việc quan tâm để kiếm tiền, câu like, câu view với mục đích trục lợi hay liên quan đến chính trị, mất an ninh trật tự thì lại không tốt đẹp vì lợi ích riêng của họ. Bên cạnh đó, việc có nhiều người đi theo cả ngày đêm để quay phim chụp hình đã gây mất trật tự an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành. Việc ồn ào như vậy là không đúng với người tu hành. Đối với người tu thì cần yên tĩnh đi một mình, bảo đảm thanh tịnh nơi vắng vẻ. Sư Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người đừng quay phim chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành. Chứ suốt ngày quay phim, hỏi chuyện thì người tu hành làm sao có thể ngồi thiền, thậm chí ngay thời gian tiểu tiện, đại tiện cũng không được. Ông Thích Minh Tuệ bày tỏ với người dân, con mong muốn được học tập, tu tập bình thường. Mong mọi người cũng việc ai nấy làm, ai cũng có thể học tập, tu tập nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, không được cản trở, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới người khác. Nếu mọi người muốn gặp con thì đều hoan hỷ mời vào. Khi gặp xong mọi người nên trở về đi làm, đừng ở lại tránh tụ tập đông người. Để thuận lợi cho việc tu tập, con vừa qua đã đi khất thực một số khu vực gần đây rồi quay về, đúng theo khổ hạnh mà Phật đã dạy. Trước đó, nhiều người dân cũng làm ảnh hưởng không chỉ đến sư Thích Minh Tuệ mà còn làm phiền tới cả gia đình ông. Vừa qua tại Bình Thuận xảy ra vụ việc một người phụ nữ mua bán phế liệu bị kẻ xấu tiếp cận lừa đến rẫy cao su, giở trò đồi bại rồi cướp tài sản. Hiện đang được cơ quan công an điều tra, kẻ này đã uy hiếp nạn nhân để thực hiện thú tính của mình. Trước đó, chị N sinh năm 1997 đến công an trình báo bị một đối tượng ép làm bậy cướp tài sản. Chị N trình bày sáng ngày 10 tháng 6 khi chị đang đi mua phế liệu tại khu vực xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì một người đàn ông tới cho chị số điện thoại để bán phế liệu. Khi gọi điện thì đối tượng hướng dẫn chị chở phế liệu chạy về hướng xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, rẽ vào rẫy cao su để bán phế liệu. Tại đây có ngôi nhà hoang, đối tượng đã đe dọa chị N phải cho quan hệ, nếu không sẽ lấy mạng chị N. Sau khi quan hệ xong, đối tượng lấy một điện thoại di động của chị N và rời đi. Nắm được tin báo, công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng xác minh, làm rõ đối tượng. Theo đó, công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là PVH sinh năm 1991, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Qua xác minh được biết, đối tượng đang ở trên một ô tô khách di chuyển ra khu vực phía Bắc. Ngày 12 tháng 6, công an tỉnh Bình Thuận cho biết công an huyện Tánh Linh đã nhanh chóng xác minh, bắt đối tượng trong vụ việc. Công an huyện Tánh Linh đã liên hệ với tài xế xe khách và công an tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng.
Rất nhanh, đối tượng H đã bị bắt giữ tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tại cơ quan công an, đối tượng H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với chị N. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người khác vào tháng 5 năm 2023 tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Hiện công an huyện Tánh Linh đang giữ đối tượng H trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa mới đây đã bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hằng đang thực hiện hành vi mua bán một bé gái sơ sinh tại một nhà nghỉ. Qua kiểm tra, công an thu giữ 6 giấy tờ khai sinh nghi bị làm giả. Không những vậy, còn phát hiện đối tượng này hiện còn đang nuôi thêm 3 phụ nữ mang thai khác. Cụ thể, ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa bắt Phan Thị Hằng sinh năm 1986 về hành vi mua bán trẻ em. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh, chiều ngày 11 tháng 6 năm 2024, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng đang giao dịch và bán bé gái sơ sinh tại nhà nghỉ Thu Hà, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên chị NTM đang mang thai con gái, có lên hội nhóm trên mạng với tên Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Sau khi liên hệ được với vài tài khoản Facebook Hằng Phạm của Phạm Thị Hằng, chị M nói nguyện vọng của bản thân muốn tìm người nuôi con sau sinh nên Hằng đồng ý. Sau đó hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho M bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa. Trong thời gian này, Hằng đã liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng đã làm giả giấy chứng sinh cho cháu gái. Khi giao dịch đang diễn ra thì bị công an thành phố Thanh Hóa phát hiện bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ của Hằng 6 giấy tờ khai sinh nghi làm giả. Ngoài ra, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của đối tượng. Lực lượng công an phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng đã thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả cho mỗi người 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới tuổi vị thành niên của Phạm Thị Hằng dưới hình thức chuyển khoản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thị Hằng để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay các đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em hoạt động vô cùng tinh vi. Mỗi phụ huynh cần đề cao cảnh giác, thông báo ngay cho cơ quan chức năng nếu bị các đối tượng xấu tiếp cận. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua, 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên web bong88.com đã bị bắt quả tang và tiến hành khởi tố tạm giam ngay sau đó. Nhóm này đã hoạt động vô cùng tinh vi trên web cá độ để thu lợi bất chính. Vào ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định vừa khởi tố tạm giam 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên web bong88.com. Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên web bong88.com. Sau đó, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành trinh sát, thu thập tài liệu về đường dây đánh bạc và tổ chức triệt xóa. Ngày 21 tháng 5, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng đều trú tại thành phố Nam Định, cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Ngọc Tú, sinh năm 1984. Qua điều tra, Trần Ngọc Tú có tài khoản cấp Agent. Tú dùng điện thoại di động iPhone truy cập vào trang bong88.com để tạo các tài khoản thành viên rồi cấp cho 5 đối tượng khác cùng trú tại thành phố Nam Định để cá cược các trận thi đấu thể thao. Số tiền thắng thua được thanh toán định kỳ vào thứ hai hàng tuần. Trần Ngọc Tú quản lý thống kê thắng thua của các tài khoản member và hưởng tiền chênh lệch thu lợi bất chính. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tú về tội tổ chức đánh bạc. 5 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc gồm Nguyễn Khánh Hiệp, Trần Doãn Sĩ, Cao Hoàng Hải, Trần Anh Đức, Trần Quốc Tự đều trú tại thành phố Nam Định.
Tôi đi từ Lập Thạch, Vĩnh Phúc xuống đây để mua vàng. Ngày này ngày thứ ba rồi, vẫn chưa mua được vàng. Thấy quá vất vả. Tôi đi từ 4 giờ kém 20 và hôm nay là lần thứ 3 chưa mua được. Người ta đi từ bảo là đi từ 6 giờ chiều qua. Tôi định là 6 giờ tối hôm nay tôi ra đây xem hàng. Tôi đến Vietinbank phố Huế ở 81 phố Huế thì tầm khoảng 4 giờ 30 và lúc đó có khoảng hơn 100 người ở đây rồi. À, mình mua để dự trữ thôi. Số lượng chị muốn mua là bao nhiêu? Chắc là khoảng 10 lượng. Mình đến từ khá sớm nhưng mà mình thấy là mọi người có nhu cầu mua vàng cũng khá là nhiều ấy. Và mặc dù đến từ khá sớm nhưng mà số của mình cũng không ở trong top đầu đâu. Mua để tích lũy thôi, để phòng khi ấy thì chứ còn giá cả nó trượt như thế này. Giữ tiền là không ổn định. Với hai nữa là nếu gửi ngân hàng cũng không thể bằng mua vàng mà giữ được. Em đi từ Kim Giang.